Cái chủ đề hôm nay là sự khác biệt về cái chiếc vang số cũng như là một cái mixer bàn. Vì nó all in one hết nằm trong một cái con vang số như thế này thì nên nó sẽ tối ưu về khi mà chúng ta hát trong nhà, ví dụ như là cắt khú nè, thả delay nè, rồi cũng như là kiểm tra EQ nè, là tune phòng, nói chung là rất là nhiều thứ. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Cái video hôm nay thì nó sẽ không nói về những cái sản phẩm gì đó, mà sẽ là một cái video mà Vũ sẽ trả lời một câu hỏi, một chủ đề mà khách hàng cũng như là mọi người đang tham khảo cái kênh Thiên Vũ Audio á comment. Thì cái chủ đề hôm nay là sự khác biệt về cái chiếc vang số cũng như là một cái mixer bàn. Thì cái nào hát karaoke hay hơn? Thì đây là một câu hỏi rất là nhiều khách hàng, hoặc là những khách hàng chúng ta mới chơi, những người theo dõi kênh chúng ta mới xem thì chúng ta chưa biết, hoặc chúng ta đang có nhu cầu mua. Mà thì hôm nay Vũ sẽ làm một cái video này, sẽ là một cái chi tiết tất tần tật nhất từ A đến Z và phân tích từng ly từng tí để cho những người đang xem cái kênh của Thiên Vũ sẽ nhiều được kiến thức, và chúng ta sẽ chọn cho mình một cái sản phẩm mà nó phù hợp hơn với mọi người và đáng đồng tiền và đúng nhu cầu. Thì đầu tiên á, thì trên thị trường hiện nay thì rất là nhiều sản phẩm về vang số, về mixer. Thì có hai sản phẩm chính cho chúng ta có thể sử dụng trong gia đình, cũng như là nói chung là nó ứng dụng rất là nhiều, nhưng mà đa phần là gia đình. Thì đó chính là vang số và mixer bàn. Thì cái nào hát hay? Đây là câu hỏi được hỏi rất là nhiều. Thì giữa mixer bàn và vang số á, thì nó có hai sự khác nhau. Thì đối với vang số á, nó sẽ nhỏ, gọn và được làm mọi thứ và tích hợp rất là nhiều tính năng trong đó, và nó được tinh gọn trong một thiết bị nhỏ gọn và chúng ta lắp đặt, và nó có những cái digital để nó có thể lưu save file đồ này nọ, thì nó sẽ rất là dễ cũng như cho kỹ thuật đi setup, và cũng sẽ rất là dễ cho những khách hàng chúng ta sử dụng một cái cách cơ bản, ví dụ là bấm mở lên là sử dụng, bấm mở tắt thế thôi. Còn đối với những khách hàng mà có nhu cầu cao hơn, đòi hỏi, thì cái mixer bàn thì nó sẽ có một cái cách sử dụng, và trong thời gian sử dụng chúng ta sẽ thao tác nhiều hơn và chúng ta sẽ cân chỉnh nhiều hơn. Nhưng mà bù lại vào việc đó thì người dùng và người sử dụng sẽ có thể là chủ động được, cân chỉnh được những cái gì mà mình đang mong muốn đó. Còn đối với vang số thì chúng ta sẽ chỉnh cơ bản, ví dụ như là lớn nhỏ bass shape, xin lỗi mọi người nha, lớn nhỏ volume effect rồi micro đồ này nọ thôi. Ngoài ra những cái phím cứng bên trong thì chúng ta phải kết nối qua laptop thì nó hơi bất tiện. Mà những cái phần mềm trong laptop thì thường là những khách hàng mà tiêu dùng ở tại gia thì chúng ta sẽ không có biết cách sử dụng này. Nên đa phần ở trên thị trường Việt Nam hát karaoke gia đình thì vang số là một sản phẩm được ưu tiên hàng đầu đó. Thì còn đối với mixer bàn thì đa phần là những khách hàng biết hát nè, biết chút chút về kỹ thuật nè, rồi muốn cái chất của nó mặc định nè, tốt hơn nè, thì đa phần những khách hàng đó sẽ chọn mixer bàn. Rồi cái sự khác biệt của cái mixer bàn và cái chất âm ha, đầu tiên Vũ sẽ nói về cái chất âm, về cái chất âm của mixer bàn và cái vang số. Thì về cái chất âm của mixer bàn và vang số á, là khi mà chúng ta sử dụng đối với cái vang số á, thì đa phần nó sẽ có một cái DSP, nó giúp cho tiếng nó dễ hơn, và nó rất là nhiều công cụ, những cái tool cân chỉnh cho kỹ thuật setup cho mọi người, nó sẽ tối ưu không gian của mọi người ở trong một cái căn nhà như vậy đó. Vì nó all in one hết nằm trong một cái con vang số như thế này thì nên nó sẽ tối ưu về khi mà chúng ta hát trong nhà, ví dụ như là cắt khú nè, thả delay nè, rồi cũng như là kiểm tra EQ nè, rồi tune phòng, nói chung là rất là nhiều thứ đó. Thì nên nó sẽ rất là tối ưu trong cái việc căn nhà cho mọi người, nên âm thanh nó cũng sẽ được tối ưu hóa hơn. Nhưng thay vào đó là những khách hàng lại hỏi tại sao mixer bàn có hay hay không. Thì thật ra mixer bàn nói về cái sau mặc định nha mọi người ha, thì mình sẽ phân tích về cái mặc định trước. Thì đối với cái mặc định, cái đầu vào của cái con mixer bàn á, và cái đầu ra mà để chế độ flat á, thì mixer bàn luôn chất âm nó luôn được đầy đặn, dày và nội lực hơn so với lại chiếc vang số mọi người ha.
tiếng nó không tiếng nó sẽ rất là mượt mà, nó không bị xé, nói chung là nó không có bị sạn nhiều. Đó là những cái mixer bàn nó có được, đó là những cái khách hàng mà cần cái là chất âm đưa vào cơ bản và đầy dày và nội lực. Còn đối với vang số á, thì các bạn biết tại sao không? Thì nó cũng rất là hay, thì do chúng ta chỉnh, chúng ta có thể chỉnh được, nhưng mà rõ ràng nên nếu những ai mà đã sử dụng rất là nhiều thiết bị thì chúng ta sẽ hiểu hình dung ra được là vang số và mixer bàn á, là vang số và chất âm mà khi cái đường input đầu vào và input và output á, thì nó vang số nó sẽ thua so với mixer bàn. Mình đang nói về cái mặc định đó. Thì cái do vang số nó đã can thiệp, thứ nhất á, là đã can thiệp rất là nhiều thứ để xử lý cho căn phòng của mình. Cái thứ hai á, là vang số á, là do nó rất là nhiều tính năng được tích hợp trong một thiết bị giá thành rẻ thì đương nhiên những cái con mà khuếch đại, những cái con mà, xin lỗi mọi người, là những cái con mà DSP xử lý âm á, thì đương nhiên tiền nó phải giảm, nó phải giảm xuống để nó bù cho những cái tính năng kia on in one, thì nó gọi tính năng bù trừ với nhau. Thì còn đối với mixer bàn á, thì nó rất là đơn giản vì nó chỉ cả đẩy like cơ bản thôi, nó không tích hợp quá nhiều, nhưng mà nó sẽ tập trung vào cái sound tiếng mặc định vào ra, nên là cái độ dày cho đến cái chất âm nó như nào, hầu như là về mặc định thì mixer bàn sẽ hơn nha mọi người ha. Thì hôm nay Vũ chia sẻ với mọi người như vậy. Còn về vang số á, thì nó không phải là nó dở, ở tại vấn đề là ở đây Vũ đang nói là vấn đề là nhu cầu của mỗi khách hàng chúng ta sẽ khác nhau. Ví dụ như những khách hàng mà chơi acoustic nè, những cô chú anh chị, những khách hàng mà theo dõi kênh mà chúng ta đang hát hay nè, có chất giọng nè, giọng khỏe nè, thì cái mixer bàn á, chất âm nó vẫn mộc mạc, nó vẫn đầy đặn hơn, nó dày và nó cho mình một cái chất âm nghe nó tinh tế hơn so với vang số. Đó, thì hát acoustic hay là chơi nhạc cụ guitar thì chúng ta sẽ tùy biến trên đây rất là dễ. Đó. Còn đối với vang số thì sao? Thì đối với vang số thì chất âm nó sẽ giúp cho những người hát karaoke nhẹ nhàng hơn nè. Nó sẽ bay bổng hơn nè. Đương nhiên tiếng mà nói về độ thật thì nó sẽ không thật bằng mixer bàn mặc định đâu mọi người ha, về độ dày cũng như mọi thứ. Tại vì on in one mà quá nhiều thứ đưa vào thì đương nhiên nó phải giảm đi cái chất lượng nào đó để cho nó phù hợp, nó cân đối lại. Còn về vấn đề và sự khác biệt giữa cái vang số và mixer bàn á, để cho dùng tại gia thì Vũ sẽ phân tích về cái tính năng theo cái góc độ kỹ thuật và những cái gì đang có trên mixer bàn và những gì mà điểm ưu điểm và nhược điểm của từng cái. Thì khi mà các bạn sử dụng ưu điểm và nhược điểm của từng thiết bị ha, thì đối với mà cái về nói về góc độ kỹ thuật thì về cái vang số á, thì nó được tích hợp rất là nhiều tính năng rồi, như nãy Vũ mình đã nói đi nói lại rất nhiều về cái vấn đề này. Thì nó được bao gồm như là nó có cả EQ nè, nó có tích hợp DSP nè, rồi nó chỉnh được input mid, nói chung là nó xử lý đầu ra như là ROT server đồ, nói chung rất là đầy đủ. Rồi có luôn cả thả delay nè, nói chung rất là nhiều thứ mọi người thấy không, nó có limit, nó có đầy đủ đó. Còn đối với mixer cơ, đối với mixer bàn á, thì hầu như là nó chỉ có in vào và bass shape và cắt gain rồi này nọ đầu out thôi đó. Thì khi mà chúng ta sử dụng như vậy á, thì mixer bàn với mixer bơ, thật ra nếu mà chúng ta nói về tầm giá trên thị trường á, với hai cái chất lượng ngang nhau á, thì hai con này đều bằng giá đó. Tại vì nếu mà một nghe được một cái chất âm của mixer bàn mà để đầy đủ tính năng của một con vang giống như một vang số như thế này, thì mọi người sẽ phát sinh nào là mua ROT server nè, rất là nhiều thứ để nó ra được ra để nó ra được được cái tính năng giống như con vang số như vậy. Nên bởi vậy cái vang số nó vẫn là một sản phẩm được ưa chuộng nhất ở thị trường Việt Nam hiện nay của chúng ta là vậy đó. Tại vì cái con vang số nó có thả delay đồ này nọ nó các kiểu, nên rất là dễ, nó có cả EQ rồi chỉnh mọi thứ là nó chi tiết hơn. Ví dụ giống như trên con mixer bàn thì cái phần mà chỉnh bass shape chúng ta chỉ có thể là chỉnh được từ 3 cần, nói chung là chúng ta sẽ có 3 băng đến 4 băng thôi. Đó, còn riêng đối với vang số thì tùy loại vang số nó sẽ dao động là từ 7 băng cho đến 20 băng. Đó, từ 17 băng, từ 7 băng đến 20 băng so với vang số. Thì cái băng đó là sao? Thật ra mọi người có hiểu cái băng EQ ở trên cái con vang số này nó không khác gì cái con lọc xì mọi người ha. Mọi người thấy mấy con lọc xì 32 băng đồ này nọ đó. Đó, thì nó y như vậy. Thì khi mà nhiều băng như vậy thì cái vang số và mixer bàn nó được lợi thế điểm gì? Đó chính là khi mà được nhiều băng như vậy thì kỹ thuật họ sẽ setup được cái sự chuyên sâu hơn, những cái dải tầng họ sẽ đánh được chi tiết và nó tránh bị lem qua những cái dải, tránh bị lem qua những dải tầng khác. Còn ví dụ như mình ở đây chỉ có 4 băng thôi, nhưng mà mình muốn giảm chỉ đúng cái điểm là từ 50Hz cho đến 100Hz thôi, nhưng mà khi mà mình tăng lên một tí xíu mà ít băng quá thì nó sẽ bị kéo lên lem qua khoảng 60Hz hay là 80Hz, ví dụ như vậy.
tức là cái góc nó quá rộng thì khi mà mình nâng lên nó thì nó sẽ nâng lên rất là cao. Còn đối với băng số thì chúng ta có thể xử lý là nâng lên, có thể là chúng ta sẽ bóp gọn lại để tránh bị lem vào những vùng ngoài mà nó đã ok mà chúng ta không muốn nó bị can thiệp vào. Thì đó là cái lợi thế của băng số, và nó chống hú cũng rất là tốt. Đương nhiên mixer vàng cũng vậy. Và cái mixer vàng mọi người chống hú nó rất là khó mọi người ha. Thật ra âm thanh mà nó chuẩn á, thật ra cái phần chống hú nó không nằm trong âm thanh, mà chỉ cần là âm thanh nó chuẩn á, là thật ra khi mà ở cái ngưỡng lớn á, nó không bị feedback lại, chúng ta cân chỉnh chuẩn á, thì chúng ta không bao giờ xài chống hú. Giống như Vũ xài băng số cho khách hàng cũng vậy. KX180 này hầu như là đi làm cho khách hàng những cái phòng mà tệ, cực kỳ tệ, mình mới sử dụng chống hú cái bước 1 thôi. Ngoài ra là hầu như là mình ít khi nào mình bật cái tính năng feedback lắm, feedback chống hú của những con vang số lắm. Tại vì cái chống hú á, là nó có cái nguyên tắc hoạt động của cái chống hú trên vang số á, là khi mà nó một dãy tầng nào biến động mà vượt ngưỡng á, thì nó sẽ giật thẳng xuống, thì nó không phải là bị méo tiếng nha mọi người. Thật ra cái đó chỉ là chế độ hoạt động thôi. Giống như là anh chị nào đó đang hát lớn quá thì Vũ ở đây Vũ sẽ kéo cái like xuống, và sau khi mà hát nhỏ lại Vũ sẽ đẩy lại để cân bằng lại cho vị trí ban đầu. Thì nôm na là nó như vậy. Cái đó gọi là mình nó có cái tính năng chống hú là như vậy đó. Còn mixer bàn thì nó không có được những cái tính năng đó. Đó thì thật ra hôm nay những cái chia sẻ mà cơ bản thôi, Vũ sẽ phân tích như vậy chung để tổng hợp cho mọi người. Đương nhiên cái video này chắc chắn là đơn giản như vậy, nhưng mà sẽ giúp rất là nhiều khách hàng cũng như những bạn đang theo dõi kênh YouTube của Thiên Vũ Audio có thể nhìn nhận ra được là mình nên, nhu cầu của mình là mình nên chọn cái là vang số hay là mixer bàn. Ok, thì bây giờ mình sẽ chốt với lại mọi người đang theo dõi kênh, và chúng ta sẽ kết luận rằng là bây giờ là mixer bàn hay hay là vang số, nó sẽ cái nên xài cái nào. Thì đối với những người già, những anh chị mà không có thời gian, hay là những khách hàng mà chúng ta không có am hiểu về kỹ thuật, mà chúng ta những cái lúc mà chúng ta đi làm về mệt mỏi mà chúng ta muốn giải trí thôi á, mà không phải gặp quá nhiều sự phiền phức trong về vấn đề về cân chỉnh á, chúng ta chỉ là nhu cầu chỉ về giải trí thôi á, thì chúng ta nên chọn vang số. Thì kỹ thuật họ sẽ làm hết cho mọi người từ A đến Z, và chúng ta chỉ cần bật play lên và chúng ta sử dụng thôi. Còn đối với những khách hàng mà quan trọng về cái chất âm thanh thì cũng như Vũ vừa nói, thì chúng ta muốn đơn giản thì chúng ta sẽ chọn vang số. Còn đối với những khách hàng mà muốn quan trọng chơi guitar, hay hoặc là những khách hàng mà có cái chất âm tốt mà còn là muốn phô diễn, mà chúng ta lựa chọn một chất âm đầy đặn, dày và hay, và nó thật sự là thật giọng, thì chúng ta nên chọn mixer bàn. Thì mixer bàn sẽ có chất âm thật giọng hơn, và cũng như tín hiệu âm thanh đầu vào cũng như đầu ra nó sẽ có một cái âm thanh đầy đặn và nó dày hơn so với vang số. Mình đang nói về cái một cái mặc định cũng như là cách xài. Thì đương nhiên thì những khách anh chị mà chọn mixer bàn thì chúng ta phải nên biết chút về chỉnh bass shape rồi reverb rồi tí xíu. Nói chung là cái này khi mà những khách hàng mà chúng ta mua hàng sẽ được kỹ thuật chia sẻ sơ, nhưng mà rất là khó nhớ. Thì nếu mà chúng ta đã đam mê hát, chúng ta đam mê về âm thanh nghe, chúng ta sẽ chọn. Thì mọi người thấy cái video này của Vũ hay thì đừng quên ủng hộ cho Vũ một like, và gợi ý những cái tiêu đề nào đó hay những cái thắc mắc của mọi người ở dưới comment bên dưới, thì Vũ sẽ dựa vào đó để Vũ làm những video theo nhu cầu cho mọi người hay nhiều hơn. Và trước khi kết thúc cái video này thì Vũ xin chia sẻ một đôi điều với khách hàng đã theo dõi kênh Thiên Vũ Audio từ lâu. Là ngày trước á, thì mọi video trên YouTube á, là đều là Thiên Vũ là người review, nhưng mà do thời gian gần đây mọi thứ công việc nhiều hơn, rồi đi làm rồi phải chạy vòng ngoài mấy công trình rồi, nên Vũ cũng ít có thời gian để làm video hơn. Thì nên mọi người thấy gần đây trong khoảng 1-2 tháng gần đây thì có những người bạn mới giống như là Huy nè, Thư, Thành cũng tham gia, và Thông nữa cũng tham gia vào những cái review phụ Vũ để giúp cho cái kênh YouTube được mỗi ngày đều có video cho những người khách hàng cũng như là những bạn theo dõi kênh để thể xem được nhiều video thường xuyên hơn. Chứ còn nếu mà một mình Vũ thì mọi người thấy có một thời gian là Vũ đã khoảng 7 ngày đến gần 2 tuần lễ Vũ mới ra được một video đó. Đó lý do như vậy, đó là mình mới nhờ những các bạn. Thì mình mong là những cái bạn mới phụ Vũ như vậy thì có những cái review mà sai sót hay là chưa có quen trước ống kính á, thì mong mọi người sẽ ủng hộ cũng như là góp ý thêm cho các bạn cùng có một cái động lực để cùng Vũ quay nhiều video chia sẻ hay hơn cho mọi người cùng xem về sản phẩm, về kỹ thuật, hay về chia sẻ, hay về cái góc nhìn nào đó. Ok, thì kết thúc video ngày hôm nay, thì cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi kênh của Thiên Vũ. Đừng quên bấm like và share, subscribe cái kênh channel của Thiên Vũ nha.
Đừng quên ủng hộ Thiên Vũ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.